Rồi, hello. Xe máy Hồng An xin kính chào cả nhà. Và Hồng An luôn chúc bà con cô bác mình vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Trước tiên thì Hồng An cũng xin chia sẻ giới thiệu với anh em một con Neo FI 209 đầu 70. Và xe này Hồng An cũng mới giao lưu với anh em khách hàng. Và anh em cũng đam mê xe. Thực sự con xe này là một con xe nói chung là rất là ok nha anh em. Hàng chuẩn cho anh em mình chơi trưng bày luôn nha anh em. Xe này chạy mấy 7.000 mấy cây đó anh em ơi. Bao chạy đúng 7.000 mấy trăm cây. Xe này Hồng An giao lưu với khách hàng thì ông anh mình nói là xe này là mua về chỉ có dán keo chiếc xe thôi. Ngoài ra không có đụng chạm bên trong máy. Và chỉ ngoại trừ là mới thay cặp vỏ là 2 năm mấy anh em. Đó. Và Hồng An cũng đã kiểm tra đúng là vỏ này thay 2020-21 gì đó anh em. Đó. Còn ngoài ra là còn nguyên zin hết. Xe này nguyên zin, áo còn dán keo nguyên chiếc. Hồng An cũng mới mở ra kiểm tra hết, đúng là áo dán keo đúng đời đúng đáp, không thiếu một cái món nào, đều đào theo xe hết. Và bên trong chiếc xe, chủ xe cũng nói đúng thật sự là không có rửa nha anh em. Mua về sao để nguyên như vậy, chỉ có mở ra là dán keo, cho thợ dán keo một lần thôi anh em, và thay cặp vỏ. Chứ để mà theo xe ra vỏ cũ là chủ xe nói là đã nứt rất là nhiều, buộc phải thay vỏ để đi tới đi lui anh em. Thì xe 7.000 mấy trăm cây thì cũng phải đi anh em. À. Thì anh em mình đi chung với Hồng An đánh giá con xe này. Nếu anh em mà có kiến thức thì xem con xe này rất là ok nha anh em ha. Anh em nhà mình đang cần một con Neo FI 209 đầu 70. Dòng này là dòng bánh căm nha anh em ha. Đời bánh căm. Và xe này là còn sơn nhông dĩa nè, 7 ly nè. Và cặp chìa khóa nè, đồ nghề còn đủ anh em. Đủ đồ nghề hết. Sổ rồi đồ nghề cặp kiến. Hai chìa khóa. Thùng xăng là nói chung là đậu mà chạy chỉ anh em. Chạy chỉ. Chạy chỉ anh em ơi. Xe này đậu là chính ha, cũng có chạy nhưng mà đậu. Chủ xe rất là kỹ anh em ơi, xe này kỹ lắm. Hôm nay sẽ quay cho anh em mình xem nha, từ từ đánh giá chiếc xe. Cái độ cọp của nó như thế nào mới gọi là cọp anh em ha. Mà xe này chiếc xe zin nha, không có tẩy rửa, không có vệ sinh luôn nha anh em. Thì xe này chiếc xe chủ xe nói là nguyên zin tới giờ mà. Đó. Thì mình cũng mở ra kiểm tra thì y chang như vậy, chỉ có lau dầu nhẹ thôi anh em. Bên trong là để nguyên hết. Trước tiên mình coi cái dash yên anh em ha. Túng 209. Đậu xe. Thùng xăng là như mới đó anh em ha. Thùng xăng không có dao quẹt, không có cọ anh em, như mới. Như mới. Thì chỉ có thùng xăng lớn nó đã đậu lâu nó chạy chỉ thì có. Bị chạy lăng quăng hết trơn anh em. Xe đậu nói chung là nó như vậy mới đúng anh em ha. Rồi nắp xăng này khỏi nói rồi. Chấm sơn còn anh em. Cản zin nha anh em ha. Cản zin. Cũng có hơi bị bạc bạc chút xíu. Xe này áo rất là đẹp, không một vết nứt vết chày luôn nha anh em, vì chủ xe dán keo nguyên chiếc mà anh em. Áo theo xe nguyên chiếc luôn, được cái dán keo anh em. Thâm ra cái áo rất là đẹp, tem không rách một miếng luôn anh em, không rách không chày. Còn nguyên zin nó đẹp, dán keo này, phần su còn nguyên hết. Nút zin nó ngà ngà mới đúng nha anh em ha. Chủ xe nó đã còn nguyên hết đó anh em, không có đụng chạm tới, ngà ngà nha. Còn dấu nhưng mà nó ngà, nó không có sáng nha anh em ha.
những cái nút nó sáng nó trắng quá rồi, nút hai không nha anh em. Trong quá trình nói chung là mười mấy năm rồi, những cái nút nó sẽ bị bạc theo năm năm tháng, nó xuống màu anh em. Kể cả cái chữ, nét chữ nó cũng vậy luôn ha, không có trắng tươi cho anh em ha, trắng tươi là nút hai không. Xe này bao tay gù theo xe nha anh em, không có đóng, không có mở ha, bao tay cũng chưa có rút, rất là mềm. Mềm sầu thắng anh em, chưa giấu mở, chưa canh. Rồi mình sẽ đi tiếp cái phần sân nhông dĩa nha, mình cặp chìa khóa là theo xe rồi anh em nè, coi nè, còn dương mới đó, một chìa khóa dùng, một chìa khóa chưa anh em ha. Những cái dòng xe sưu tầm là chủ xe nói là mua xe tới giờ còn nguyên sơn nhông dĩa thì đúng rồi anh em ơi, 7 ly anh em, rất là nhỏ anh em, sơn nó nhỏ lắm, 7 ly nó nhỏ xíu anh em ha, 9 ly nó bự lắm anh em. Thôi xe đó anh em, sơn là KMC nha anh em ha, KMC đúng rồi anh em ha, KMC mới đúng nha. Đó. 7 ly mà phải đúng KMC mới đúng là hàng theo theo xe tới giờ anh em. Đó. Xe bao đẹp luôn anh em. Đó. Sườn như mới ha, xe này sườn duy nhất rất là mới. Mới luôn nè. Có dập không có bung nha anh em. Phe dài anh em, nguyên zin nè. Sườn như mới. Coi phần dưới là hiện hữu cho xe anh em ơi. Đó, sườn như mới à. Anh em coi cái chống đứng này, xe này chủ xe rất là kỹ, anh lao, nói chung là anh lao chùi cũng thường xuyên á anh em, lao chùi thường xuyên à, nó cứ chạy chỉ chút xíu thôi, rồi xe mà không có kỹ á, đậu mà không có lao á, không có để khô á, nó sẽ bị sét, bị mục. Xe mà lao chùi thường xuyên nó sẽ khác anh em. Cao su zin anh em. Anh em muốn màu lính anh em vuốt nè, thành màu lính anh em thấy không? Chỗ này hơi mờ nè, chỗ này màu lính nè. Anh em muốn màu lính hay màu gì đó, thấy không? Em vuốt biết là nó sẽ thành màu lính đó anh em. Chứ ngoài ra là tần số là một màu một nha anh em ha, anh em nhớ nha. Đừng có nghĩ là nó màu lính nha, phòng mang nhiều khi anh em không biết đâu. Nè cái lớp zin của nó nè, anh em thấy nè, màu đen đen anh thấy không, mà hỏi lao chùi nè, biết là thành màu lính anh em. Đừng có nghĩ là nó màu lính nha, lao chùi nó sẽ thành màu lính, còn nguyên bản nó sẽ một lớp khói, nhớ nha anh em. Đó. Ngoại trừ là cần xe filter ít thôi, cái dòng sau á là nó màu đen luôn, sơn đen luôn. Còn những cái đời đầu neo á, anh em lao chùi nó sẽ thành cái màu lính nè. À, mình không lao thì nó vẫn là lớp đen thấy không anh em. À, lao chùi nó sẽ thành màu lính nè. À, nó không có gì mà phức tạp đâu anh em. Gai nè, nguyên bản của nó là lớp một khói đen đen anh em ha, mờ mờ rồi đó, từ số viên nó là mờ mờ nè anh em. À, do lao quá trình là anh em kỹ họ lao chùi viết nó bay đi cái lớp bạc á, nó bạc đen, làm ra nó thành màu lính thôi. Và xe lốc đẹp, mình vừa nổ máy vừa quay luôn anh em ha, anh em cảm nhận cục máy dài nghìn cây nha anh em. Máy bao đẹp,
quá đẹp anh em ơi. Xe mọc nha anh em ha, xe này không có rửa nha, bám bụi bám đồ anh em thấy không, không có rửa qua luôn, để nguyên vậy anh em, kể cả lốc nhôm anh em ha, để nguyên nha anh em, không có rửa gì hết. Chất mọc của nó là cái màu nhôm này là mới đúng nè, nhìn kỹ với anh em ha, mọi nhôm zin của nó nè, đó, một màu mọc thấy không, còn qua tẩy rửa nó sẽ trắng lên liền anh em ha. Tẩy rửa nó sẽ trắng liền anh em. Qua chất tẩy chất thuốc anh em ha, nó sẽ trắng. Đầu 70 anh em ha. Mới ghê chưa anh em? Đúng lắp zin luôn anh em ha, mà zin của nó anh em chất mập quá. Còn qua tẩy rửa cái lốc nó sẽ trắng hơn. Chất mập của nó nè anh em. Bình dầu nè, còn nguyên ha. Chấm sơn đầy đủ hết anh em. Dấu niêm phong của hãng có hết anh em. Chẳng ba chén cổ chưa có chạm luôn nha anh em. Nè, đó. Bình dầu zin anh em thấy không? Nó vàng vàng mới đúng nha. Không có trắng tinh nha anh em ha, những cái xe mà những cái cao su mà đậu mười mấy năm nó sẽ vàng vàng theo năm năm tháng, vì mình chạy anh em có nóng đó, nó bốc lên nó sẽ vàng nha, không có trắng tinh như những cái xe mới đâu nha anh em ha. Anh em đừng có nghĩ những bình dầu này nó trắng phiếu rồi toàn là này. Bình mới không nha anh em đó, xe dài ngàn cây chung cái bình dầu nó mới đúng anh em, nó vào vàng ngàn ngàn anh em ha. Đó. Xe chất mộc ốc còn mở gà hết trơn nha anh em, có ốc ép cho anh em ha, có ép mở gà hết trơn à, máy nổ với xe điện luôn nha anh em. Rồi nói chung thì không có gì quay đâu anh em, xe rất là ok anh em ha, chưa mở chắn chẳng ba chén cổ gì hết nha anh em, cái gì rồi phục là quá ok anh em ơi, phục đẹp lắm. Chung là thuộc là chủ xe lúc trước dán keo anh em à. Đúng đời đúng đáp luôn nha anh em ha, này có mở rồi nha anh em, thay vỏ anh em ha, xe này có thay vỏ rồi, thay vỏ mấy năm mà như mới anh em, không đi anh em ha, đậu tiếp nè, trăm này cũng có bị sắc sét anh em, dạ và cái ố ố anh em ha, chung này đậu sẽ bị ố anh em, ố ố nè, mà niền rất là đẹp anh em ha, niền đẹp lắm, niền theo xe tới giờ nó vẫn bị hộc mè anh em ơi, niền đậu lâu quá hộc mè anh em, vẫn bị hộc mè nha anh em ha, chứ không phải là mới tin được đâu nha anh em. Rồi cái phần cặp te các chân theo xe rất đẹp, rất là mềm anh em, cặp te là như mới luôn anh em ơi ha. Nè. Bột tán này. Nói chung là có dấu mở rồi nha anh em ha, nói chung thì mở ra thay bánh thay đồ anh em, phải có dấu. Cao su nó vàng vàng đã anh em, gấp bao đẹp luôn, xe này hàng chuẩn anh em ơi, rất là chuẩn, lên keo luôn anh em ha, rất đẹp anh em ha, rất là mới. Lơ mơ có chặt sơn nha anh em ha,
mà nghĩ là có chặt sên đó, nó mới ngắn vậy đó. Tại sên 7 ly nó mau dạng lắm anh em. Sên 7 ly là dễ dạng lắm, mau dạng, mau mau trùng. Coi nè. Không, nó không ok đâu em, nó mau dạng mau trùng lắm. Sên 9 ly nó thẳng hơn, mà những cái 7 ly chạy thời gian nó tăng là nó nhão liền anh em. Nó không có đều. Thấy không? Ít có ai đâm ra, nhiều người người ta biết chơi xe, người ta mua về người ta thay luôn à, 9 ly à. Không có xài 7 ly đâu anh em. Chạy máy nó gào lắm. 7 ly chỉ dành cho xe 50 thôi anh em. Bên trong rất đẹp. Xe đẹp lắm anh em. Điện oxy nè, trước sau như một cho anh em ha. Trùng mã luôn nha anh em. Vỏ rồi cũng 2021 gì rồi anh em. Tầng thứ 42-1 anh em ha. Vỏ như mới luôn anh em. Rồi mình xem tổng thể sơ bên đây lại anh em ha. Nói chung này Hồng An chịu khó quay dài anh em ơi, chứ quay ngắn quá thì không có thể hiện hết cái chất xe anh em. Khó quay dài máy như xe điện luôn nha anh em ha, đã chắc.